Ni xuất gia để lại tóc ngắn, mặt trang phục quân đội. Xin hỏi là đây có phải là một loại cải cách của Phật giáo không? Tôi vẫn chưa nhìn thấy. Tuy nhiên đúng thật là đã xảy ra biến đổi rồi. Loại biến đổi này, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh điển có nói qua. Đoạn sau cùng của Thức Ca Phổ Là lời dự báo của Phật Đối với diễn biến Phật giáo sau này Chính là sau khi Đức Phật diệt độ 100 năm 200 năm, 300 năm, 1000 năm, 2000 năm Sẽ biến thành như thế nào? 2000 năm sau Áo ca sa nổi trắng ca sa đổi trắng bạn phải hiểu ý nghĩa mà ngài nói không nhất định là màu trắng không tuân thủ phép tắc của phật thì gọi là đổi trắng phép tắc mà phật dạy cho chúng ta y phục của người xuất gia mặc là y nhiệm màu Dùng màu gì để nhuộm? Đỏ, vàng, lam, trắng, đen Đó là năm màu chính Gồm có Màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu trắng, màu đen Đây gọi là năm loại màu chính Phật Pháp Không lấy những màu này Phật Pháp lấy hỗn hợp Năm màu này trộn cùng với nhau Đây gọi là hòa hợp Người Ấn Độ gọi là Kasa Kasa chính là ý nghĩa hỗn tạp Cho nên khi ăn cơm bạn xem Một bát cơm của Ngài Ngài ra ngoài bưng bình bát Thông thường bưng đến bảy nhà Thức ăn của mỗi nhà không như nhau Đều cho vào cùng một cái bát Bát cơm này cũng là Kasa Kasa chính là hỗn hợp Chúng ta nói là nồi cơm lớn trộn lại với nhau Màu sắc của y phục cũng là hỗn hợp Chất liệu của y phục này Cũng là hỗn hợp Bởi vì trước đây Tài nguyên không dễ gì mà có được Rất khó khăn Dạy dốc không dễ gì mà có được Y phục của người xuất gia là từ đâu Là quần áo của người tại gia Mặc rách rồi Không cần nữa nên nhứt vào thùng rác Thì nhặt lên Nhặt lên đi giặt vũ sạch sẽ Nhặt nhiều rồi Xem chỗ nào dùng được thì cắt ra Cắt thành từng mảnh từng mảnh Chỗ nào không dùng được thì bỏ đi Giá từng mảnh từng mảnh như vậy là với dao Giá lại thành một bộ quần áo Vì vậy bộ quần áo này là chất liệu không như nhau Màu sắc không như nhau Đương nhiên mặc lên thì trông rất khó coi Nên đem đi nhuộm Nhuộm thành cùng một màu Đây gọi là như pháp Hiện tại thì không như vậy nữa Lấy cả tấm vải cắt ra để may Bạn nói xem như vậy lãng phí biết bao Trước đây là bất đắc dĩ Tuyệt đối không phải là nói bạn cắt tấm vải to Thành những mảnh nhỏ như vậy Không phải vậy Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này Nhưng hiện nay có một cách làm áo ca sa Là cách làm như pháp Vẫn là một tấm vải nhưng đem nó vẽ ô vuông vào Vẽ đường thẳng vào thì thì được Đây là mang ý nghĩa kỷ niệm Nếu như nói vừa cắt cả tấm giải ra rồi Lại vừa may nó lại Đây là không như pháp Cho nên Mỗi một thời đại Đều có thay đổi Hiện nay chúng ta xem thấy Mặc giàu áo hải thanh màu vàng Ca sa màu đỏ đây đều là màu sắc biến đổi Cái này đều không như Pháp Khi Đức Phật tại thế Không có tình trạng này Hiện nay ngay cả việc vẽ y phục bên ngoài của tượng Phật Cũng là ca sa đỏ Bạn nói xem Phật nhìn thấy pho tượng này Không rơi lệ được hay sao Đây là không cung kính đối với Phật Thời đại đó của Ngài Mặc màu gì Tình trạng như thế nào Như định phải y theo thời đại đó Đây mới là cung kính Cung kính đối với Ngài